Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng nhập phá cái đầu tiên nha. Video on. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp game thứ hai, Subway Surfers.
go. Luôn cái này nào. Ok. Okay, let's go. Oh my gosh. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Sonic Boom 2. Let's go. Let's do this.
chàng này. Mình sẽ vẫn chọn anh chàng này. Oh my god, nhanh quá, đâm ra lại không kịp. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Turbo Run. Turbo Run, ok, let's go. Sống 60 tiền, mình chưa đủ tiền. Rút vào đáp luôn. Ok, let's go baby. Vào một thành phố rồi, rất là đẹp. Hmm.
Let's go. Oh my god, đi rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Chicken Tom Good Run. Let's go. Trong này thì nó hoàn toàn một cửa khác. Rồi, cửa này không bắn cái gì đây. Mình chưa đi cửa này bao giờ. Nó đếp thêm cửa này rồi. Oh my god. Rất là khó nhỉ. Mình sẽ vào đây. Boom. Let's go. Hoàn toàn là mới mẻ luôn. Sau game này mới update rồi. Mình cũng không để ý game này lắm. Không để ý cái update của game này. Và những cửa này là hoàn toàn là mình thấy là mới, rất là mới luôn. Cũng rất là hay. Wow. Này thôi. Tao xem nào. Ok, let's go. Tiêu diệt xe của anh ta, vào vỡ xe luôn. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sonic Dash. Let's go. Ok. Let's go, baby. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Team Round 2. Let's go. Lần này thì các bạn phải cầm trên tay. Một lần. Phiên bản này mới update và nhìn rất là sáng sủa và dễ nhìn. Những phiên bản trước update rồi nhưng mà nhìn rất khó nhìn các bạn nha. Những phiên bản trước thì màu sắc nó sặc sỡ quá. Còn đây phiên bản này thì nhìn rất là xa, sáng sủa và sang. Let's go. Thank you.
Oh my gosh. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang clip. SpongeBob, SpongeBob run. Ok, let's go. My time machine, perfect. I'm running. Let's go, baby. Picking up stuff rules. Ok, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.